linh hồn song sinh hay ngọn lửa song sinh là một khái niệm hấp dẫn sâu sắc chạm đến bản chất của sự kết nối giữa người với người hãy tưởng tượng linh hồn bạn trong hành trình rộng lớn tìm thấy sự phản chiếu của chính mình ở một người khác người này không phải là bất kỳ ai họ là ngọn lửa song sinh của bạn tấm gương phản chiếu linh hồn bạn mối liên kết này được cho là sâu sắc đến mức giống như nhìn vào một tấm gương tâm linh bản chất của ngọn lửa song sinh nằm trong niềm tin rằng đôi khi một linh hồn duy nhất được chia thành hai tồn tại trong hai thể xác riêng biệt sự kết nối này vượt xa một mối quan hệ thông thường đó là một cuộc gặp gỡ mạnh mẽ lay động tâm hồn đi sâu vào bản chất của con người chúng ta trong sự kết hợp này bạn không chỉ tìm thấy tình yêu mà còn là sự phản ánh những niềm vui nỗi sợ hãi và sự trưởng thành của chính bạn tuy nhiên con đường của những ngọn lửa song sinh không phải lúc nào cũng suôn sẻ nó được cho là sự pha trộn giữa thử thách và chữa lành ngọn lửa song sinh của bạn phản ánh những bất an và bóng tối sâu sắc nhất của bạn nhưng đồng thời họ cũng mang đến một cơ hội độc đáo để phát triển và chữa lành họ phản chiếu bản chất bên trong của bạn nhất thúc đẩy hành trình khám phá bản thân và tiến hóa cùng nhau vì vậy khi chúng ta khám phá những dấu hiệu cho thấy bạn đã gặp được ngọn lửa song sinh của mình hãy nhớ rằng đó là một hành trình của những cảm xúc mãnh liệt những bài học sâu sắc và cuối cùng là sự kết nối sâu sắc một cảm giác gặp gỡ chính mình khi gặp được ngọn lửa song sinh bạn sẽ có cảm giác nhận ra ngay lập tức như thể đang gặp lại một phần của bản thân đây không phải là cảm giác thông thường giống như bạn đang nhìn vào gương và thấy linh hồn mình phản chiếu lại khi trò chuyện với ngọn lửa song sinh mọi thứ diễn ra suôn sẻ không chỉ vì sở thích chung hay sự thu hút lẫn nhau mà còn bởi sự hiểu biết sâu sắc và sẵn có về suy nghĩ cảm xúc và quan điểm của nhau nói chuyện với họ không chỉ cảm thấy họ hiểu lời nói của bạn mà còn cả những suy nghĩ và cảm xúc không nói ra phía sau sự kết nối này vượt xa bề mặt chạm đến mức đồng cảm và thấu hiểu gần như siêu nhiên nó giống như đang trò chuyện với chính mình nhưng qua một người khác hai kích thích bạn trở thành người tốt hơn sẽ có một thôi thúc mạnh mẽ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mối liên kết này vượt xa sự hấp dẫn hay tình yêu đơn thuần nó là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự phát triển cá nhân ngọn lửa song sinh giúp bạn đối mặt và vượt qua những khía cạnh khác nhau trong tính cách của mình chẳng hạn như những yếu tố kích hoạt sự bất an và thử thách theo những cách mà các mối quan hệ khác có thể không đạt được ví dụ nếu bạn có xu hướng né tránh gắn bó trong các mối quan hệ và ngọn lửa song sinh của bạn lại gặp khó khăn trong giao tiếp mối quan hệ này sẽ thúc đẩy bạn tự nhìn nhận lại bản thân bạn có thể bắt đầu đặt câu hỏi tại sao mình bị thu hút bởi người này mặc dù những thách thức rõ ràng việc tự nhìn nhận này không phải về nghi ngờ mà là về việc hiểu các mô thức và hành vi của chính bạn quá trình tự phản ánh này thường được kích hoạt bởi cách ngọn lửa song sinh phản ánh những bất an và vấn đề của riêng bạn mối quan hệ buộc bạn phải đi sâu vào lý do cho hành động và cảm xúc của mình đây không phải là một hành trình thoải mái nó là về việc đối mặt với những phần trong bạn mà bạn có thể đã bỏ qua hoặc kìm nén vẻ đẹp của mối liên kết này nằm ở cường độ của nó và khả năng thúc đẩy bạn hướng tới sự hoàn thiện bản thân trong việc đối phó với những thách thức này bạn không chỉ điều hướng sự phức tạp của mối quan hệ mà còn bắt đầu hành trình khám phá và phát triển bản thân mối quan hệ này không chỉ là về việc tìm kiếm tình yêu mà còn là về việc tiến hóa như một cá nhân và khám phá những khía cạnh sâu sắc hơn trong tính cách và đời sống cảm xúc của bạn. 3. Sự thu hút mãnh liệt, lực hút giữa những ngọn lửa song sinh là một hiện tượng vượt ra ngoài sự hiện diện vật lý. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, sự thu hút này đã được cảm nhận sâu sắc và tiếp tục tồn tại. Khi bạn ở gần họ, sức hút vật lý trở nên mãnh liệt và không thể nhầm lẫn. Nhưng ngay cả khi khoảng cách chia các bạn vẫn tồn tại một mối liên kết từ tính mạnh mẽ giống như năng lượng của họ luôn quanh quẩn bên bạn liên tục kéo bạn về phía họ mặt độc đáo này của mối quan hệ ngọn lửa song sinh không chỉ là sự hấp dẫn về thể xác đó là một sợi dây năng lượng kết nối hai bạn lại bất kể bạn có ở bên nhau hay cách nhau hàng dặm cảm giác muốn gần gũi hơn luôn hiện hữu định hình bản chất sâu sắc và bền vững của mối liên kết giữa hai bạn bốn sự bất an được khuếch đại trong mối quan hệ ngọn lửa song sinh những bất an và nghi ngờ của bạn không chỉ hiện hữu mà còn được khuếch đại mối liên kết sâu sắc này phục vụ cho một mục đích cao cả hơn so với các mối quan hệ truyền thống ngọn lửa song sinh của bạn không chỉ là người yêu họ là tấm gương phản chiếu thế giới nội tâm của bạn làm nổi bật những nỗi sợ hãi và bất an sâu sắc nhất điều này có vẻ khó khăn nhưng đó là một khía cạnh quan trọng trong hành trình ngọn lửa song sinh khi ở bên ngọn lửa song sinh bạn có thể phải đối mặt với những vấn đề và bất an mà bạn đã trốn tránh từ lâu đây không phải là điều ngẫu nhiên mối quan hệ ngọn lửa song sinh được thiết kế để thử thách thúc đẩy bạn đối mặt và vượt qua những điểm yếu sâu sắc nhất của mình mặc dù có thể khó khăn nhưng đây là điều cần thiết cho sự phát triển cá nhân và chữa lành hành trình này không chỉ về tình yêu lãng mạn đó là một con đường tiến hóa cá nhân và khám phá bản thân khi điều hướng mối liên kết phức tạp này bạn không chỉ đang học hỏi về người khác mà còn đang học hỏi về chính mình ngọn lửa song sinh của bạn bằng cách phản chiếu những bất an sâu sắc nhất của bạn mang đến một cơ hội độc đáo để chữa lành và phát triển theo những cách mà các mối quan hệ khác có thể không tạo điều kiện thuận lợi quá trình này mặc dù đầy thử thách là chất xúc tác mạnh mẽ cho sự chuyển đổi và phát triển cá nhân năm mọi thứ rất căng thẳng cường độ của một mối quan hệ ngọn lửa song sinh là điều không thể nhầm lẫn có một dòng điện cảm xúc mạnh mẽ đánh dấu những mối liên kết này thường dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của mối quan hệ do cảm giác quen thuộc sâu sắc giữa hai người đây không chỉ là về sự hấp dẫn nhất thời đó là về sự công nhận sâu sắc ở cấp độ tâm hồn mối liên kết sâu sắc này khiến cho cảm xúc không chỉ được chia sẻ mà còn được cảm nhận sâu sắc hơn cường độ và đam mê trong một mối quan hệ ngọn lửa song sinh được nâng cao vì mối liên kết độc đáo này đây là một mối liên kết nơi mọi cảm xúc dù là niềm vui, nỗi buồn hay đam mê, đều được khuếch đại, phản ánh chiều sâu của mối quan hệ được chia sẻ. Cường độ này là một trong những đặc điểm nổi bật của mối quan hệ ngọn lửa song sinh, biến nó thành một trải nghiệm sâu sắc về cảm xúc và chuyển đổi. 6. Cảm giác thiên liên. Mối liên kết với ngọn lửa song sinh thường mang theo cảm giác vượt quá sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một cuộc gặp gỡ tình cờ, nó cảm thấy thiên liên hoặc được định sẵn. Cảm giác này vượt ra ngoài giới hạn của một mối quan hệ lãng mạn thông thường, chạm đến một điều gì đó dường như được sắp đặt bởi một sức mạnh cao hơn. Giống như chính vũ trụ đã đóng một vai trò trong việc đưa hai bạn đến với nhau, tạo ra một mối liên kết mạnh mẽ và sâu sắc. Cảm giác về một kết nối thiêng liêng này mang đến cho mối quan hệ một phẩm chất phi thường. Đây không chỉ là về việc tìm thấy một người bạn yêu hay kết nối, đó là về việc gặp gỡ một người bạn đời cảm thấy như một phần không thể tách rời trong vận mệnh của bạn cảm giác này có thể choáng ngợp mang đến cho mối quan hệ một cảm giác mục đích và ý nghĩa hiếm có và sâu sắc sức mạnh của mối liên kết này là độc nhất đối với các mối quan hệ ngọn lửa song sinh đây là một mối liên kết thường được mô tả là sâu sắc nơi những ràng buộc về tình cảm tâm linh và thậm chí nghiệp giữa hai bạn là không thể tách rời cảm giác được đưa đến với nhau bởi một thứ gì đó vĩ đại hơn chính bản thân tạo nên một cường độ mạnh mẽ cho mối quan hệ biến nó thành một trải nghiệm chuyển đổi cho cả hai cá nhân in vương, 7. Luôn luôn quay lại với nhau Sự hấp dẫn theo kiểu đuổi bắt là một dấu hiệu đặc trưng của các mối quan hệ ngọn lửa song sinh. Thường thì một trong hai người sẽ bỏ đi vào một thời điểm nào đó do bị chi phối bởi nỗi sợ hãi, tức giận hoặc những cảm xúc mãnh liệt khác. Tuy nhiên, bất chấp những lần chia ly này, vẫn có một lực hấp dẫn mạnh mẽ khiến bạn luôn quay lại với nhau mẫu hình xa rồi lại gần này không chỉ đơn thuần là do sự thiếu quyết đoán hay thiếu ổn định nó là một sự phản ánh về mối liên kết mạnh mẽ giữa những ngọn lửa song sinh bản chất tan hợp của mối quan hệ này có thể khiến bạn bối rối nhưng nó thường là một phần quan trọng trong hành trình ngọn lửa song sinh mặc dù những lần chia ly gây đau đớn nhưng chúng có thể đóng vai trò như những giai đoạn phát triển và tự phản ánh cho cả hai cá nhân điều thú vị là bất kể thời gian xa cách dài hay ngắn dù là vài tháng vài năm thậm chí là vài thập kỷ hoàn cảnh dường như sắp đặt để đưa hai bạn trở lại với nhau mối liên kết bền chặt này cho thấy rằng có một thứ gì đó lớn lao hơn đang diễn ra một lực lượng vô hình luôn đưa hai bạn trở lại với nhau những cuộc hội ngộ này thường diễn ra theo những cách bất ngờ nhấn mạnh bản chất phi thường của mối quan hệ ngọn lửa song sinh giống như bất kể cuộc sống đưa bạn đến đâu thì con đường của hai bạn cũng được định sẵn để gặp lại nhau Chu kỳ liên tục này của sự chia ly và tái hợp không chỉ củng cố sức mạnh của mối quan hệ mà còn nhấn mạnh bản chất sâu sắc và bền vững của sự kết nối của bạn. 8. Mối quan hệ đầy sóng gió. Các mối quan hệ ngọn lửa song sinh nổi tiếng với bản chất đầy sóng gió của chúng. Khác xa với sự êm đềm, những mối quan hệ này thường được đặc trưng bởi sự mãnh liệt và những thử thách. Lý do đằng sau sự hỗn loạn này rất sâu sắc ở bên ngọn lửa song sinh của bạn giống như liên tục đối mặt với một tấm gương phản chiếu không chỉ những đặc điểm tốt nhất của bạn mà còn cả những phần con người bạn có thể đang đấu tranh hoặc không thích sự đối đầu liên tục với hình ảnh phản chiếu của chính mình này có thể vô cùng khó khăn nó không chỉ là việc đối phó với những điều kỳ quặc và khác thường của người kia đó là về việc đối mặt với những vấn đề và bất an của riêng bạn được phản chiếu ngược lại bạn điều này có thể dẫn đến xung đột và những biến động cảm xúc dữ dội khi cả hai đối tác cùng nhau vượt qua những vấn đề cá nhân trong khi cố gắng duy trì mối quan hệ bất chấp những thách thức bản chất đầy sóng gió của một mối quan hệ ngọn lửa song sinh lại là chất xúc tác cho sự phát triển mạnh mẽ mỗi trở ngại và xung đột đều mang đến cơ hội phát triển bản thân và nhận thức bản thân sâu sắc hơn cho cả hai cá nhân mối quan hệ trở thành một hành trình tiến hóa nơi những khó khăn gặp phải đóng vai trò quan trọng như những khoảnh khắc hạnh phúc và gắn kết. Thông qua quá trình này, cả hai đối tác đều được hỗ trợ trong sự phát triển của họ, trở nên mạnh mẽ hơn và nhận thức rõ hơn về bản thân mình sau những thử thách của mối quan hệ. 9. Đồng bộ tính và sự trùng hợp. Những điều này không chỉ là những sự kiện ngẫu nhiên. Chúng thường cảm thấy giống như những dấu hiệu hoặc thông điệp kết nối bạn và ngọn lửa song sinh của bạn theo một cách sâu sắc cho dù đó là tình cờ bắt gặp những sở thích chung ở những nơi không ngờ tới tình cờ gặp nhau hoặc cùng nghĩ đến một điều cùng một lúc những sự đồng bộ tính này tạo ra cảm giác kỳ diệu và thắt chặt mối quan hệ giữa những ngọn lửa song sinh những sự trùng hợp này thường xảy ra vào những thời điểm then chốt củng cố cảm giác rằng vũ trụ đang sắp đặt mối liên kết của bạn ví dụ bạn có thể thấy cả hai đều liên lạc với nhau vào cùng một thời điểm chính xác sau một thời gian xa cách hoặc bạn bất ngờ đụng độ nhau ở một nơi mà cả hai bạn thường không đến giống như con đường của bạn được sắp xếp theo cách mà những cái nháy mắt nhỏ bé này từ vũ trụ cứ tiếp tục xảy ra nhắc nhở bạn về mối liên kết đặc biệt mà bạn chia sẻ hơn nữa những sự đồng bộ tính này thường dẫn đến sự hiểu biết và đánh giá cao hơn về mối quan hệ ngọn lửa song sinh chúng đóng vai trò như những lời nhắc nhở rằng mối quan hệ này không chỉ là một mối quan hệ bình thường mà là một thứ gì đó huyền bí và sâu sắc hơn Mỗi sự trùng hợp giống như một sợi chỉ trong tấm thảm phức tạp của hành trình chung của bạn, dệt nên một câu chuyện độc đáo dành riêng cho bạn và ngọn lửa song sinh của bạn. Những khoảnh khắc may mắn này thêm một lớp phép thuật và bí ẩn vào mối quan hệ, khiến nó trở nên say đắm và khó quên hơn. 10. Cảm giác trọn vẹn. Cảm giác trọn vẹn là một đặc điểm nổi bật của mối quan hệ ngọn lửa song sinh. Khi bạn ở bên ngọn lửa song sinh của mình, có một cảm giác choáng ngợp về sự toàn vẹn bao trùm lấy con người bạn giống như tất cả những mảnh vỡ rải rác của linh hồn bạn đột nhiên sắp xếp lại tạo nên một bức tranh hài hòa và hoàn chỉnh cảm giác này vượt ra ngoài sự hiểu thông thường về sự hòa hợp đó là về việc cảm nhận một mối liên kết sâu sắc và nội tại khiến bạn cảm thấy hoàn toàn trọn vẹn khi ở bên ngọn lửa song sinh của mình những khao khát và tìm kiếm thường thấy có thể đặc trưng cho các mối quan hệ hoặc trải nghiệm cuộc sống khác dường như tan biến đó là một cảm giác giống như tìm thấy một mảnh ghép còn thiếu mà bạn không hề hay biết là nó không có sự trọn vẹn này không chỉ đơn thuần là lấp đầy một khoảng trống đó là về việc nhận ra một sự hợp nhất cảm thấy được định sẵn và hoàn toàn đúng đắn mối liên kết với ngọn lửa song sinh của bạn giống như hai nửa của cùng một linh hồn đến với nhau tạo ra một sự thống nhất vừa mạnh mẽ vừa sâu sắc thỏa mãn cảm giác là một với ngọn lửa song sinh của bạn là sâu sắc và thường khó diễn đạt nó không chỉ là sự hòa hợp về tình cảm hay thể chất, đó là một sự kết hợp tâm linh nâng mối quan hệ lên một tầm cao mới. Cùng nhau, bạn cảm thấy mạnh mẽ, cân bằng và hài hòa hơn. Cảm giác trọn vẹn này với ngọn lửa song sinh của bạn là một minh chứng mạnh mẽ cho bản chất độc đáo và phi thường của mối liên kết. Cùng nhau, bạn thực sự cảm thấy như một. 11. Giao tiếp bằng thần giao cách cảm Giao tiếp bằng thần giao cách cảm hoặc phi ngôn ngữ là một khía cạnh đáng chú ý khiến những mối liên kết này trở nên khác biệt. Hình thức giao tiếp này vượt ra ngoài những từ ngữ. Đó là về việc hiểu suy nghĩ, cảm xúc và thậm chí cả những nhu cầu không được nói ra của nhau mà không cần bất kỳ trao đổi bằng lời nào. Có một sự hiểu biết trực quan cho phép những ngọn lửa song sinh giao tiếp ở một cấp độ mà người khác có thể không hiểu. Mối liên kết thần giao cách cảm này biểu hiện theo nhiều cách khác nhau bạn có thể nhận ra cảm xúc hoặc suy nghĩ của ngọn lửa song sinh của mình ngay cả khi họ không thể hiện ra ngoài giống như có một sợi dây vô hình kết nối tâm trí của bạn cho phép dòng hiểu biết vượt qua giao tiếp thông thường điều này có thể bao gồm việc biết người kia sẽ nói gì trước khi họ nói hoặc cảm nhận cảm xúc của họ như thể chúng là của chính bạn sự hiểu biết phiên ngôn ngữ này làm sâu sắc thêm mối liên kết giữa những ngọn lửa song sinh nó tạo ra một cấp độ thân mật và thấu hiểu sâu sắc và độc đáo. Cho dù đó là một cái nhìn giao nhau nói lên nhiều điều, hay một cảm giác thoải mái và thấu hiểu mà không cần phải diễn đạt thành lời, thì kết nối thần giao cách cảm này chính là minh chứng cho mối liên kết sâu sắc và huyền bí mà những ngọn lửa song sinh cùng chia sẻ. Đó là một hình thức giao tiếp không chỉ củng cố mối quan hệ mà còn làm tăng thêm tính chất huyền bí và phi thường của nó. 12, bạn cảm thấy như đang ở nhà cảm giác tìm được mái ấm của người khác là dấu hiệu sâu sắc của mối quan hệ song sinh ở bên ngọn lửa song sinh của bạn gợi lên cảm giác an toàn và quen thuộc giống như được trở về nhà cảm giác này vượt qua không gian vật lý của một ngôi nhà hoặc một khung cảnh quen thuộc đó là về việc tìm nơi ẩn náu trước sự hiện diện của người khác với ngọn lửa song sinh của bạn bạn sẽ có cảm giác thân thuộc và thoải mái vốn có vô cùng nhẹ nhàng và yên tâm cảm giác về nhà này không chỉ đơn thuần là sự thoải mái đó là một cảm giác sâu xa khi được hiểu và chấp nhận con người thật của bạn với sự hiện diện của ngọn lửa song sinh của mình bạn có thể hạ gục mọi rào cản và trở thành con người chân thực nhất của mình mà không sợ bị phán xét đó là không gian nơi những lỗ hổng được đáp ứng bằng sự hiểu biết và bản chất thực sự của bạn được tôn vinh khu bảo tồn tinh thần và cảm xúc mà ngọn lửa song sinh của bạn cung cấp là một khía cạnh hiếm có và được trân trọng trong mối quan hệ hơn nữa cảm giác như ở nhà với ngọn lửa song sinh của bạn đi kèm với cảm giác quen thuộc sâu sắc như thể các bạn đã biết nhau ngoài giới hạn của kiếp sống hiện tại có sự thoải mái và tự nhiên trong mối quan hệ khiến mọi tương tác và khoảnh khắc chia sẻ đều có cảm giác sâu sắc và có ý nghĩa cảm giác thoải mái như ở nhà mà ngọn lửa song sinh của bạn mang lại là minh chứng mạnh mẽ cho mối liên kết độc đáo và thiêng liêng mà các bạn chia sẻ khiến mối quan hệ trở thành thiên đường của tình yêu sự hiểu biết và sự kết nối sâu sắc. Cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi. Nếu quý vị thấy video hữu ích, hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé trân trọng cảm ơn quý vị